chợ Phước Điền. Đây là cái quán hủ tiếu mà nghỉ rồi. Buổi sáng chợ Phước Điền của Châu Thành, Tây Ninh. Quéo lửa, quéo lửa. 35 35 35 quéo lửa, quéo lửa. Mọi người ơi. Không có. Rồi giúp cho Nam Mai sẵn 35.000, rồi giúp 35.000 thì ngủ thái siêu nhẹ cũng 35.000 chị ơi. Đặc biệt bức bê tăng lên đại giá giá các chị. 85 90 thành hạ giá cho mấy chị chỉ còn 35.000. 35 35 35 mà vô. 35 35 chị. Giúp thằng đồng đã lớn vậy mấy chị. 35 35 300 mấy chị ơi. Rồi, ghé mua lửa xài mấy chị. 35 35 300. 35 35 lửa. Rồi giúp cái nào mà biết không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, rồi giúp cho Nam sẵn 35.000, rồi giúp 35.000 mấy chị mũ thái siêu nhẹ cũng 35.000 mấy chị ơi. Đặc biệt bức bê tăng lên mấy chị lâu lâu hóa hoa thì tình cảm giúp tăng lên lớn cho mấy chị 35.300 mấy chị ơi. Nếu mua lửa xài mấy chị 35.300 mấy chị nhỏ quá. Rồi giúp cho Nam 35.000, rồi giúp 35.000 mấy chị mũ thái siêu nhẹ cũng 35.000 mấy chị ơi. Đặc biệt bức bê tăng lên đại giả giá cho mấy chị 85-90.000 hai cái giá cho mấy chị 35.000 cho mấy chị. Quá rẻ quá đẹp quá mình quá sang quá mà trong lơ mang mấy chị lâu lâu mới có một kỳ tình. Dịch đi mọi người ơi. Mình ghé mua lễ xài mấy chị 35 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